Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của An Phát. Mình đã quay trở lại với một mẫu laptop Ultrabook siêu mới Lenovo ThinkBook 13X. Và thường với những chiếc laptop Ultrabook thì được mang đến cho mình một cảm nhận rất khác, rất mỏng nhẹ, di động, nhưng cũng cực kỳ chắc chắn, yên tâm về độ hoàn thiện cũng như là trải nghiệm làm việc rất là sướng. Và giờ hãy cùng mình bắt đầu video để khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Sang trọng, hiện đại là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này. ThinkBook 13X thì sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại cao cấp với các đường nét bo tròn góc cạnh cùng tông màu xám bạc trẻ trung. Và điều đặc biệt ở đây khi các bạn nhìn vào phần mặt lưng thì sẽ bị chia cắt bởi hai tông màu xám khác biệt. Nổi bật ở phía góc dưới là logo ThinkBook được hoàn thiện rõ nét, sáng bóng. Và với phiên bản mình đang có ở đây thì ThinkBook 13X hiện có mức giá hơn 27 triệu đồng. Thì độ hoàn thiện của chiếc máy này là thứ không phải bàn vì 13X đạt được chứng nhận Intel Evo với mức độ build siêu chắc chắn. Toàn bộ máy được làm bằng nhôm rất cứng cáp và không hề bị flex dù máy siêu mỏng, độ dày chỉ 12.9mm, đặc biệt trọng lượng máy siêu nhẹ chỉ 1,1kg. Và với kích thước này thì có thể xếp ThinkBook 13X là một trong những chiếc Ultrabook mỏng nhẹ nhất hiện nay, cực kỳ thuận tiện để các bạn mang đi ra ngoài làm việc. Bản lề nằm ngang và các bạn có thể dễ dàng gập mở máy 180 độ. Về cấu hình, Lenovo ThinkBook 13X còn được trang bị cấu hình có thể phục vụ cơ bản tất cả các tác vụ văn phòng, giải trí hay chỉnh sửa hình ảnh đơn giản. Nhớ chip Intel Core i5-1130G7, bộ nhớ RAM DDR4 với dung lượng là 8GB, 512GB SSD và card đồ họa Intel Iris Xe Graphics. Cấu hình này cũng mang đến khả năng đa nhiệm ổn định, truy xuất dữ liệu nhanh chóng, tạo không gian lưu trữ tốt, tối ưu hiệu suất cho laptop của bạn. Và ngoài cấu hình thì màn hình là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm sản phẩm. ThinkBook 13X thì được trang bị màn hình với kích thước 13.3 inch, được bao trọn bởi các cạnh viền siêu mỏng, đem đến không gian hiển thị rộng rãi, thoải mái. Độ phân giải cao lên tới 2K với tỷ lệ 16:10, cực kỳ sắc nét. Màn hình còn được phủ gương, hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc sống động và độ tương phản tốt hơn cho chiếc laptop của bạn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, các bạn sẽ được sở hữu một chiếc màn hình với độ bao phủ màu đạt 99% sRGB với độ sáng là 400 nits. Và có thể thấy thì Lenovo đã rất hào phóng khi trang bị cho ThinkBook 13X một chiếc màn hình chất lượng rất là tốt, từ thông số cho tới trải nghiệm thực tế đối với một chiếc laptop văn phòng. Cạnh trên màn hình thì được trang bị webcam 720p thuận tiện học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài ra còn được trang bị cụm che camera giúp tăng tính bảo mật cho chiếc laptop của bạn. Và về bàn phím, Lenovo ThinkBook 13X được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, layout phím full size, hành trình phím hơi nông, đem đến cảm giác gõ vừa đủ. Ưu điểm là có nhiều nút chức năng như bật tắt mic hay là nghe gọi điện thoại, cực kỳ thuận tiện cho người sử dụng. Và bên cạnh đó là phần touchpad được hoàn thiện phẳng mịn, kích thước vừa đủ, cảm ứng đa điểm giúp thao tác vuốt chạm mượt mà. Nút nguồn thì sẽ được đặt ở phần thân máy và có tích hợp luôn cảm ứng vân tay. Và để có một thiết kế mỏng nhẹ sexy thì đổi lại Lenovo đã đơn giản hóa hệ thống cổng kết nối trên ThinkBook 13X và giờ sẽ chỉ còn hai cổng Thunderbolt 4 và một jack cắm tai nghe. Tuy nhiên thì các bạn sẽ được tặng thêm một hub đi kèm với đầy đủ các cổng kết nối và một chuột không dây để tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Và ở đây thì Lenovo ThinkBook 13X được trang bị pin 4 cell với dung lượng pin lên tới 53Wh, đem đến thời gian thời lượng pin có thể đáp ứng đủ các hoạt động công việc văn phòng thường ngày. Và ngoài ra thì ở vị trí gầm máy có giải loa kép của hãng sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng Harman Kardon, đem đến trải nghiệm âm thanh vô cùng sống động cho người dùng. Tổng kết lại, nếu như bạn đang mong muốn sở hữu một chiếc laptop mỏng nhẹ với thiết kế trẻ trung, hiện đại, màn hình 2K siêu đẹp thì đừng bỏ qua Lenovo ThinkBook 13X nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.